Chào cô chú anh chị đã chăn nuôi Bến Tre. Hôm nay em lên bò cặp bò cái xin to tầm 13 14 tháng ha. Thì hai con bò này về cô chú anh chị mình nuôi dựng tháng lên giống mình cấy luôn. Mà đó thì tầm này 16 tháng là bò lên giống ha. Đó giờ mời cô chú xem nội dung hay cả nghĩ mua liên hệ hang bò tạng lớn ha. Thì trước mặt chúng ta là hai con bò này cô chú anh chị ha. Hai bò tầm 13 14 tháng tuổi hết rồi. Đây. Con bên đây em đo là 1m35 36 bò ha. Còn con mé bên đây là em đo là 1m40. Đó. Em đo ngay gu sau của con bò ha. Thì mình đo mình tính là giữa sái là mình từ xuống chừng 7 phân 9 phân là vừa của chúng chị ha. Đó. Hai bò nè. Theo quan sát hai bò là chân cẳng là hoàn thiện, không có búa xe xuống lúng xuống ruột gì hết. Bao đặt lỗ cho cô chú anh chị mình ha. Hai cái bu xin đó. Hai này thì vô nọc nó phè la, nó thùng dạo nó bự lên là cái nổi la cái hết biết hai bò luôn chú anh chị. Đây, con này cao 1m4 nè. Chân nè. Đó. Lúng chèn ha. Đít. Chân cẳng là đứng thẳng rẳng ha. Xương sốc rất là ok. Đó. À. Sái nè. Tình trạng sái mặt sái lưng là nghiêm chỉnh. Nha. Sái lưng của chúng việc. Đó. Hai con sái lưng sái mặt nghiêm chỉnh hết. Gu bạc. Đây. Chân trước nè. Chân cẳng này ha, giống vậy. Đây. Đúng. Đó. Đít nè. Tới con mình đây. Đây, em quay quan sát chân lúng cũng lúng chèn luôn ha. Dạ lúng nè, lúng chèn. Đó, chân trước, chân sau nè. Đây. Chân trước nè, có những gì. Sái lưng, sái mặt là nghiêm chỉnh hết ha. Đầu cũng cui cui hay nhô nhô sừng hay mọi sừng cui ha. Rồi hai cái bu xin rồi thì hai cái bu xin này anh trong nhà anh bán có giá là 39 triệu ha cô chú anh chị. Đó, giá 39 triệu. Cô chú anh chị nào thấy ưng ý mua liên hệ cho em, giá 39 triệu nè. Làm cái gì mà nó lụi cắn như vậy. Đây. Ba chín triệu ha. Rồi hình ảnh em gửi cho cô chú chị mình đầy đủ hết đó. Mong cô chú chị mình thấy được ưng ý giá mua thì liên hệ cho em để mình sở hữu cặp bò gì mình làm giống ấy, nên sinh sản hết chung vậy. Hai con với giá là 39 triệu nha. Đây. Rồi để tiếp tục ngày hôm nay em lên hai con bò ha. Một là bò mẹ con. Với con bò chữa tơ, chữa được 4 tháng, con này chữa tơ nè. Chữa tơ này chị cam đo là 1m28 bò ha.
đó, nó xa mấy 28 bò được cái là nó đặt bò hơn chứ không chị. Đây dạng như bò sim lùn đó, quan sát chân cẳng rồi là không có búa xe xuống đúng xuống ruột gì hết. Còn ở bên đây là mẹ đang ôm con được 3 tháng mấy 4 tháng ha. Đó, mẹ chiều cao mà em đo là 1m3 bò. Mẹ đang ôm con là lứa này thứ mấy ta? Đang ôm con lứa thứ hai ha. Cơ cấy đi chưa? Mấy bữa? Đó. Thì anh chủ nhà nói vô nọc được 20 ngày ha. Bò mẹ con này em bán là em bao lòi đơm cho cô chú anh chị mình ha, 3 tháng. Đây, chân cẳng này không có bố xe xuống lúng luộc hết, thùng dạo là đầy đủ. Ha, lúng yếm rồi, kiểu mẫu. Sái tích lần hai mẹ con này đều là nghiêm chỉnh. Nha. Đó. Đây. Xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh hết của chúng chị. Màu đỏ mặt không có lem luốc vậy. Mẹ con màu đỏ đỏ mặt không ha. Nó lúng rồi lúng chuyền, bản lớn. Lúng chuyền dây mà bản lớn của chúng chị. Đó. Bò nó liền bò. Không có cao nó không khổng ha. Để con nó cầm tốt. Đây. Thì mẹ cấy lại được 20 ngày. Đó. Tình trạng thì chủ nhà em hỏi chủ nhà báo lại đàng hoàng ha. Đó. Thì bỏ mấy con này anh chủ nhà anh bán giá là 29 triệu ha. Giá tại chuồng. Còn bò chữa này 4 tháng là giá là 24 triệu nè. Chữa tơ. Đó, chữa này quan sát là mặt mày nè. Thấy không? Xé mặt nghiêm chỉnh nha. Đây. Nó có hơi bớt trắng ngay miếng mắt mà không sao, chăm chế được rất là nhỏ ha, không đáng kể. Đó. Xé lưng này có giống vậy. Đây. Xé lưng ha. Dàn chân móng. Chân móng lúng yếm. Đây, lúng cũng lúng chèn luôn. Dài con giống vậy. Bò này đặc bò lắm. Ha. Chữa là con bò đó với con bò chữa tơ này em bao chữa về trong vòng 3 ngày cô chú chị mình thăm khám lại cho em cái đó. Hình thù nè rất là đặt bò hết chú chị, chị đuôi đuôi bẻ luôn nè, đuôi dài đặt bạch luôn đó, bóng bò lông da sắc rạc, chữa 4 tháng bao chữa. Nếu về cô chú chị mình thăm khám không chữa bên em thu hồi bò về ha. Đó, cực kỳ luôn. Nhắc lại là hai bộ mẹ con giá là 29 triệu, còn bò này giá là 24 triệu ha. Giá tại chuồng. Thì mà cô chú anh chị nào ưng ý được mua thì liên hệ. Đích là bà cậy đu bẹ hả chú anh chị. Đó, xoay mặt xoay lưng nghiêm chỉnh hết. Cậy đu bẹ. Giá tiền là 24 triệu bò cái sim lùng. Ngổ lùng liền chú anh chị. Tướng tá là rất tốt. Thì bò này chiều cao em nhắc lại 1m28 bò ha. Nó gu sao 1m28 bò. Còn mẹ con này thì mẹ chiều cam đo cũng sao 1m3. Con ngưỡng cầm mét chắc 1m50 1m1 lại. Con này cũng cao lắm chú anh chị. Mẹ con giá 29 triệu. Kiếm đâu ra nữa chú anh chị. Chân cẳng mẹ đứng chân là thấy luôn ha. Ha. Thank you.
Rồi giờ hình ảnh cũng gửi đầy đủ cho cô chú anh chị mình đó, mong cô chú nhìn thấy giá ưng ý được mua thì liên hệ cho em ha. Cặp bò rồi con xin tơ chữa này nè, rất là đẹp bò nè, cái gì đặt bò hết lần luôn đó, giá chỉ 24 triệu chữa ha. Ơi cậy đuôi bẻ luôn. Chân cản đứng thẳng lặng ha. Đuôi đứt.